Người vừa cho tôi trái đắng, người vừa cho tôi nước mắt trong đêm, người vừa xa tôi để nỗi đau ở lại. Mình gần bên nhau nhưng cách con tim, mình còn bên nhau nhưng đã xa xôi. Na 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 na, đã xa xôi. Trở về thôi thiên đường của tôi, để cho trái tim ngủ quên bao ngày. Yêu em hơn khi vừa tinh giấc vội vàng. Và giờ đây khi gọi tên em, anh sẽ kêu là kỷ niệm buồn. Điều hạnh phúc chỉ là gì quá khi chúng ta chia lìa nhau. Người yêu ơi xin một lần nữa, bằng trái tim đau thắt từng ngày. Vết thương này rồi sẽ qua mau, nhưng bao ngày mới hết. Người yêu ơi xin đừng quay bước, dù trong giấc mơ em đã trở về. Và anh biết thiên đường xa xôi, nhưng cố quên chỉ càng thêm đau. Trở về thôi thiên đường của tôi, để cho trái tim ngủ quên bao ngày. Yêu em hơn khi vừa tỉnh giấc vội vàng. Và giờ đây khi gọi tên em, anh sẽ kêu là kỷ niệm buồn. Điều hạnh phúc chỉ là gì quá khi chúng ta. Can I leave when everything that I adore and everything I'm living for, girl, it's in you. I can't dream, sleepless nights have got me bad. The only dream I ever had is being with Tân. Tân có thích Kiều Vũ không? Xin lỗi, tôi không thích Kiều Vũ. Tôi chỉ thích xem thôi. Nếu làm được chị vui thì cứ làm, đừng có như vậy nữa. Sẽ không hay đâu. Hai người nói chuyện nghe hợp ý dữ ha. Con bé này có nghe được gì đâu mà biết là hợp ý. Qua uống đi. Dạ, mời gì. Hôm nay thấy gì vui và lộng lẫy quá. Vui thì tất nhiên rồi, nhưng mà lộng lẫy á thì phải dành cho Thảo. Vì em khiêm tốn đó thôi. Mà công nhận hôm nay vì em đẹp thiệt. Qua, Qua có thích Kiều Vũ không? Mời gì. Anh có biết tin tức gì của Huệ không? Vẫn chưa. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Hôm nay thì anh hết chối mình là người lãng mạn. Tôi thích những không gian như thế này. Nó nhẹ nhàng, thoải mái, lịch sự. Anh đừng để tôi nói anh là ông cụ non nha. Tôi không biết có như vậy không nữa.
Con biết khi mình già sẽ ra sao ta? Thì sẽ xấu, già dễ nhăn nheo, dáng đi lụm khụm. Anh cứ nhìn những người già thì anh sẽ biết. Nếu như vậy tôi sẽ không bao giờ già đâu. Em, dạ xin chúc mừng những người sẽ không bao giờ già. Anh nên nhớ bữa nay anh chính thức già thêm một tuổi rồi đó. Quá. Càng sao lại ngồi đây? Sao không vào vui với mọi người? Em không quen với không khí ở trong đó. Anh cũng vậy. Nhức đầu quá, ra đây thì gặp em đó. Thôi, anh vào với mọi người đi. Không mọi người tìm anh bây giờ. Em sao vậy? Có phải vì chuyện hồi sáng mà làm em buồn không? Em hãy quên chuyện đó đi. Đừng nghĩ ngợi làm gì, ảnh hưởng đến sức khỏe. Em cũng muốn quên lắm, nhưng sao không được? Anh hiểu, sẽ rất khó quên. Nhưng em hãy tin, bên em còn có anh và mọi người. Nhất định em sẽ hạnh phúc. Đối với em, hai từ hạnh phúc sao mà xa vời quá. Bây giờ em chỉ sống vì con thôi. Em hãy tự tin lên, mọi người sẽ hiểu em mà. Em hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Điều em mong chờ là sau khi sinh đứa bé, em sẽ về quê gặp lại mẹ. Nhưng em không biết nói sao cho mẹ hiểu đây. Em là một cô gái nhân hậu, nhất định mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho em.
Anh thổi nến đi. Ừ. À, khoan, nhưng trước tiên anh phải ước một điều gì đó. Em biết anh ước điều gì không? Đó là chuyện riêng của anh, làm sao mà tôi dám hỏi. Còn nếu anh tự nguyện nói thì tôi sẵn sàng nghe. Anh ước một điều thật giản dị, mong sao đêm hôm nay sẽ thật vàng. Không được đâu, sáng mai tôi phải về sớm rồi. Anh biết, nhưng anh thấy điều gì đó hơi tiếc. Gặp được em giống như là một giấc mơ vậy. Anh là lãng mạn nữa rồi, tất cả đều là hiện thực trước mắt anh. Chính vì vậy mà anh tiếc. Thành là một giấc mơ còn dễ dàng hơn. Một vài ngày nữa rồi anh sẽ quên thôi. Được như vậy thì hay biết mấy. Huệ có biết vì sao mà tôi có ý định xây bệnh viện ở đây không? Tôi không biết. Tôi và vợ tôi có rất nhiều kỷ niệm ở thành phố này. Chúng tôi yêu nhau và lấy nhau cũng tại nơi này. Tất cả những người thân và bạn bè đều gửi lời chúc tốt đẹp cho chúng tôi ngày hôm đó. Vậy mà cô ấy, xảy ra chuyện gì mà hai người lại chia tay? Nguyên nhân là tại ai? Tôi cũng không biết nguyên nhân là tại ai. Chắc là do duyên số của chúng tôi quá ngắn ngủi. Mọi cuộc chia tay đều cho là do duyên số. Tôi không tin. Hai người chia tay lâu chưa? Cách đây 3 năm. Cũng ngay tại thành phố này. Lúc đó cô ấy cũng có thai được 7 tháng. Khi tôi tỉnh dậy
thì tôi được biết là vợ tôi đã không qua được cơn nguy kịch. Các bác sĩ bằng mọi cách để cứu đứa bé. Nhưng đứa bé đã chết trước khi tới bệnh viện. Tôi xin lỗi. Vậy mà tôi... Đó thật sự là một cú sốc lớn đối với anh. Tất cả những gì còn lại đối với tôi chỉ là hình ảnh của cô ấy. Tôi không thể và không bao giờ quên được. Gần 5 tháng trời nằm trên giường bệnh là một khoảng thời gian dài kinh khủng đối với tôi. Tôi đã mất tất cả từ ngay cái đêm hôm đó. Tôi hiểu. Tôi không biết tôi phải dùng lời lẽ nào để chia sẻ với anh. Ba năm qua tôi cố quên cô ấy. Cho đến khi gặp Huệ, Huệ có gương mặt và dốc dáng giống y chang cô ấy. Có thể vì quá nhớ cô ấy nên anh mới tưởng tượng vậy thôi. Tôi nói thật, Huệ nhìn đi, chắc anh khó khăn lắm mới quên được vợ mình. Sau khi lành bệnh, tôi mới quyết định ra nước ngoài định cư cùng ba mẹ để nguôi ngoai phần nào nỗi đau đó. Tôi xin lỗi vì vô tình khơi lại nỗi đau trong anh. Không sao. Nhiều khi nói ra như vậy sẽ thoải mái hơn. Chết luôn hả? Mày đừng có uống nữa. Con Huệ mà nhìn thấy mày bê bối vậy nó cảm thấy sao? Trời. Anh hai, em xin lỗi. Lâu lâu mới uống một lần. Anh vợ khó quá. Nè, vô. Vui đi, ngày mai đi làm không nổi bây giờ đó. Anh hai chị trước đi. Em với anh Lý về đi. Vô. Vô.
Tôi nghe nói là trưa mai Huệ về tới. Thiệt hả anh Hai? Ừ. Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay đúng là một ngày vui. Thật là trọn vẹn. Khỏi nói, nhìn dì Lan cũng biết rồi. Cảm ơn dì buổi tối hôm nay. Xin phép dì con đưa Thảo về. Dì nghỉ sớm đi nha. Thôi, tụi này cũng về luôn nha dì Lan nha. Em vào đi. Ừ. Chúc anh ngủ ngon. Quê. Quê. Chúc Quê ngủ ngon. Ừ. Quê. Có gì không anh? Anh về đi. Anh yêu em. Ừ. Em xin lỗi. Em đã có gia đình của mình. Anh không biết. Và anh cũng không muốn biết. Nhưng đó là sự thật. Em với anh ấy giận nhau nên em bỏ lên đây. Tại sao lại như vậy? Phải chi anh và em đến được với nhau? Em xin lỗi.
điều đó khó xảy ra lắm. Anh sẽ chờ em. Không được đâu. Nói đi. Vì em còn rất yêu anh ấy. Em nói dối. Em yêu anh. Có đúng gì không? Thank you.
Cảm ơn anh vì cuộc gặp gỡ này. Đừng tìm em. Huệ. Sao rồi cô em gái? Đi chơi chán rồi mới chịu về đúng không? Bỏ bê hết mọi người. Tệ quá. Anh này, em cũng nhớ mọi người lắm. Tại em muốn thật sự thoải mái nên mới vậy thôi. Thôi đưa em về nhà mình đi. Nhà mình là nhà nào? Nhà ba mẹ chứ nhà nào. Em nên nhớ là bây giờ sổ hộ khẩu của em không còn ở nhà nữa rồi nha. Hả? Chưa gì đã muốn đuổi em gái ra khỏi nhà rồi hả? Cái ghét. Nói như vậy thôi, chứ phòng của em á, ngày nào mẹ cũng dọn dẹp để nguyên như cũ. Anh đã nói với mẹ rồi, khi nào mà em có giận chồng á thì về nhà có chỗ mà ngủ. Anh cứ chọc em hoài. Lát nữa cứ gặp Tân á, hai đứa giảng hòa luôn đi. Em biết rồi. Hình như con Huệ nó về. Em ra mở cửa đi.
con gái. Con nhớ mẹ quá. Sao mà đi luôn được? Kỳ này con đi về ba thấy trắng trẻo, tươi tỉnh lên nhiều nha. Tất nhiên rồi, khí hậu mát mẻ lắm ba. Con ăn ngủ được nhiều lắm. Con có mua quà cho ba mẹ nữa. Khoan đã, con đã bụng quá. Bây giờ cả nhà mình vô ăn cơm rồi nói chuyện luôn nha. Được không ba mẹ? Đi. Anh qua lâu chưa? Huệ. Ngồi đi. Tao xem về mà không quen đi đón. Ai mà đi nhờ anh hai vậy? Em sợ làm phiền anh. Vợ chồng mà nói vậy nghe được. Nè, bây giờ mình vô ăn cơm, xong rồi về nhà, mẹ đợi em đó. Em chưa muốn về, em muốn ở lại một đêm. Về nhà rồi thì phải về nhà chứ. Ai mà ở lại đây sao được? Kỳ lắm. Có gì đâu. Đây là nhà ba mẹ mà. Đừng vì mấy chuyện này mà cãi nhau nữa. Nè. Em ở lại đây rồi lát nữa về nhà. Anh không biết phải nói sao với mẹ nữa. Thì anh nói giùm em là ba mẹ muốn em ở lại đây một đêm. Nhưng mà em muốn một mình để suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Anh đã nói với em rồi, những chuyện cũ thì quên đi, đừng nhắc lại làm gì nữa. Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em phải nói với anh. Nhưng anh đã nói rồi, đừng có nhắc lại nữa. Nè, em thay đồ nhanh đi. Ba mẹ chờ ở dưới đó. Anh xuống trước đi, em xuống liền. Ba. Mẹ. Vợ con làm gì trên đó mà lâu quá vậy? Dạ vợ con xuống liền. Quê nói là tối nay muốn ở lại đây một đêm. Sao được? Đi bao lâu rồi? Phải về nhà để chị xui lo lắng. Dạ không sao đâu, để con nói với mẹ con được mà. Hay là tụi con ở đây một đêm luôn đi. Dạ thôi, con phải về chứ để mẹ con ở một mình con không yên tâm đâu. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Dạ. Lâu lắm rồi mới có được không khí như vậy. Mấy đứa con cứ ăn đi, mẹ nấu nhiều lắm đó. Dạ. Trời ơi, ba mẹ thiên vị quá. Thấy vợ chồng Huệ về làm toàn đồ ăn ngon không? Vậy là anh hai được ăn ké tụi em rồi. Ừ. Thôi đi, ăn đi, lộn xộn quá. Tôi ăn ké của mấy người được chưa? Em sao? Kìa, Tân ăn đi con. Dạ. Tân. Dạ.
Ủa, sao con nói con đi đón Huệ về? Đâu rồi? Dạ, Huệ xin ở lại bên đó thêm một đêm nữa, ngày mai Huệ mới về. Đã về tới nhà thì phải về liền, sao lại có chuyện ở lại bên đó? Tại vì mẹ của Huệ nói á, lâu quá hai mẹ con không có nói chuyện với nhau, nên xin phép Huệ ở lại một đêm nữa. Con á, đừng có chiều vợ quá. Bây giờ đã là vợ rồi, đâu còn là con gái nữa. Mà muốn đi á, thì đi, muốn về thì về, không nói ai tiếng nào hết á. Thôi. Nhưng mà mẹ nói cho con biết á. Được rồi. Biết rồi. Thôi á, nhưng mà cái gì vậy? Từ từ té mẹ bây giờ. Mình đi ăn cơm nha. Cái thằng này thiệt tình. Sao không ngủ đi con, cả ngày mệt rồi. Ba ngủ chưa mẹ? Ba chưa ngủ, còn đọc báo chí gì đó. Mẹ thấy phòng con đèn còn sáng nên mẹ qua. Con cứ làm cho ba mẹ lo lắng hoài, con xấu hổ quá. Biết nói vậy thì con phải làm sao cho ba mẹ yên tâm. Con với thằng Tân cứ lục đục hoài vậy, khổ quá. Con cũng đâu muốn vậy đâu. Con sẽ cố gắng. Xa xôi, nhưng cố quên chỉ càng thêm đau.